Ping pong. Subscribe. Huh? Mừng Giáng sinh. Mọi người đang rất háo hức đón chờ lễ Giáng sinh sắp đến. Bạn thân nào Giáng sinh đã về rồi, bạn thân nào Giáng sinh đã đến rồi, bạn thân nào Giáng sinh đã đến rồi và một năm mới thật vui. Im lặng đây. Ai cũng vui hết, trừ ông Scrooge tham lam. Mục đích của cái lễ Giáng sinh này là gì vậy? Ô ta sông trồng đông tiền, ô ta hay mau đem tiền. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Ai? Ai đó? Xin chào, tôi là linh hồn của Giáng sinh quá khứ. Tôi tới đây để cho ông xem cái này nè, ngài Scrooge. Linh hồn chỉ vào cậu bé Scrooge đang đọc sách một mình. Cái gì? Khoan đã, là tôi sao? Mẹ ơi, ba ơi, đừng đi mà. Ôi Scrooge, ôi Scrooge, có sao ngồi một mình đến khi Giáng sinh mà vẫn một mình. Ôi bạn bè đang quây quần hát vang khúc nhạc tuyệt vời. Ôi Scrooge vẫn một mình mãi thôi. Giáng sinh nào tôi cũng một mình hết, không chịu được nữa, dừng lại đây. Mọi thứ biến mất khi ông Scrooge hét lên. Ôi không, tại sao lại bị kẹt vậy chứ? Còn bạn là ai? Tôi hả? Tôi là linh hồn của Giáng sinh hiện tại. Tôi tới để cho ông thấy niềm vui của Giáng sinh đây. Sẵn sàng chưa nào? Hả? Scrooge và linh hồn đi đến một gia đình nghèo khó. Không có bữa ăn thịnh soạn nào trên bàn cả, nhưng trong mọi người vẫn rất hạnh phúc. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, rộn rã ở mọi nơi. Oh yeah! Ôi Noel với tiếng chuông ngân đã đến đây rồi bạn ơi. Hey! Chuông ngân vang, rộn rã ở mọi nơi. Ca vang lên khúc giáng sinh vui, hãy hát vang lên nào. Sao trông họ hạnh phúc quá vậy? Họ nghèo mà. Bởi vì đây là lễ Giáng sinh mà. Còn bạn là ai? Tôi là linh hồn của Giáng sinh tương lai đây. Hãy theo tôi. Không, không đi nữa đâu. Scrooge và linh hồn đi đến một đám tang. Biết ngay mà, thế nào cũng có ngày này. Sao một mình mà ôm một đống tiền là chi không biết? Chả ai thèm tới viếng đám tang của ông Scrooge keo kiệt này đâu. Tại sao không có ai tới dự lễ tang để khóc thương cho tôi hết vậy? Ông biết sao không? Vì ông chẳng biết quan tâm tới ai cả. Không, không thể nào. Hãy cho tôi một cơ hội để thay đổi đi mà. Cuối cùng thì ngày Giáng sinh cũng tới. Ồ, mình còn sống, mình còn sống. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Chúc mừng Giáng sinh. Bạn thân ơi Giáng sinh đã về rồi, bạn thân ơi Giáng sinh đã đến rồi, bạn thân ơi Giáng sinh đã đến rồi và một năm mới thật vui. Được rồi mọi người, tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc lớn tại nhà với nhiều món quà cho mọi người nữa đó.
Wow, bữa tiệc Giáng sinh sao? Mình háo hức quá đi. Nhớ tới nha mọi người. Tối hôm đó, mọi người đã đến dự bữa tiệc Giáng sinh thật hoành tráng. Và kể từ đó, Scrooge trở thành cá mập được yêu thích nhất trong thị trấn. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã đến rồi. Và một năm mới thật vui. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.